Xin chào các bạn đến với khoa học Excel hoàn toàn miễn phí của tôi là Thái Sơn, người chuyển được kế toán. Và khoa học Excel miễn phí này sẽ được phát thường xuyên hàng ngày qua kênh YouTube Amatech, cho nên các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để mọi người biết nhiều hơn nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ vào tiếp tục, vẫn là bài 8, các cái hàm quan trọng khác. Ở buổi trước chúng ta đã học về sum product rồi, thì các bạn có câu hỏi gì về cái hàm này thì các bạn comment phía dưới nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với các cái hàm, đó là hàm nhóm, hàm thời gian. Cái nhóm hàm thời gian này thì tôi cũng có rất nhiều video ngắn chia sẻ về cái ứng dụng về cái nhóm hàm thời gian này rồi. Và buổi hôm nay tôi muốn tổng hợp lại toàn bộ cái kiến thức về nhóm hàm thời gian này để các bạn có thể nắm được và biết đâu đó nó có thể giúp ích cho công việc của các bạn, đúng không ạ? Và khi mà tôi làm về kế toán hoặc là văn phòng ấy thì tôi thấy cái ứng dụng về các nhóm hàm thời gian này nó rất hay sử dụng, nhưng mà tôi thấy ít bạn sử dụng, tại vì có thể là các bạn chưa biết cách hoặc là các bạn chưa hiểu về các cái hàm này. Đó, cho nên là gì ạ? Các bạn nhớ là lắng nghe và ghi chép lại và thực hành theo tôi nhé các bạn nhé. Các bạn tải file này ở phía dưới video, tôi có file link đính kèm, tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho các bạn rồi, các bạn chỉ có việc học thôi. Đó, và mong rằng thì nó sẽ giúp ích cho các bạn. Đây, thì đây là toàn bộ những cái nhóm hàm về thời gian mà trong cái buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành các bạn nhé. Các bạn nhớ tải về. Thì đầu tiên ấy thì đố các bạn biết ở đây chúng ta sẽ là ngày gì ạ? Mùng 1 tháng 6 2023 hay là gì ạ? Mùng 6 tháng 1 2023. Đó, thì đố các bạn biết. Thì để biết được ý, thì chúng ta sẽ sử dụng hàm đây để chúng ta lấy ra ngày, đúng không ạ? Đây này. Và cái ô là mà chúng ta muốn lấy này. Đó, thì đây nó là gì ạ? Mùng 1 tháng 6, đúng không ạ? Thì ví dụ ở đây tôi sẽ đổi cái định dạng của nó đi, các bạn ấn vào cái ô này, ấn Ctrl 1 thì nó hộp thoại format theo nó hiện ra, thì các bạn chọn custom này. Ở đây tôi sẽ đổi là gì ạ? Man này. Đó. DD này, ok này. Thì các bạn sẽ thấy như ở đây thì nó sẽ là gì ạ? Nếu các bạn nhìn vào ấy thì nó sẽ là mùng 6 tháng 1 2023. Đó, đúng không ạ? Đấy, thì rất nhiều bạn bị nhầm lẫn đối với cái trường hợp này rồi, rất nhiều, tại vì cái file Excel của chúng ta nó định dạng theo bên nước ngoài, có nghĩa là gì ạ? Tháng trước, ngày sau. Đó, còn Việt Nam của chúng ta đó là ngày trước, tháng sau. Đó, cho nên là chúng ta sẽ ứng dụng cái hàm đây này để chúng ta biết trả về xem là nó là ngày hay tháng, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta nháy đúp vào đây thì nó cũng sẽ ra được đó là diện ngày trước tháng sau đây. Đó, còn các bạn muốn đổi định dạng lại thì bạn lại ấn Ctrl 1, chọn vào custom ở đây và chúng ta đổi nó về các bạn nhá. Đấy là cái ứng dụng hay không ạ các bạn? Đó, chưa gì mà chúng ta đã thấy hay rồi, đúng không ạ? Đó, rồi sau đó là chúng ta sẽ nháy nó xuống. Đó, nháy đúp nó xuống nha để chúng ta copy công thức. Đó, thì nó sẽ ra được ngày của cái nhóm thời gian này của chúng ta. Được chưa ạ? Rồi, cái thứ hai nữa là thứ. À, mùng 1 tháng 6 2023, ngày hôm nay của tôi. Hiện tại tôi cũng chả biết là gì, ngày nào cả. Tại vì rất là bận thời gian về công việc, rồi là về quyết toán, kiểm tra, rồi là phân tích các cái doanh nghiệp. Thế thì hôm nay thứ mấy thì tôi cũng không biết. Thì chúng ta sẽ sử dụng có nhiều cách. Thì tôi cũng có chia sẻ nhiều cách trong cái video ngắn ấy. Thì những video ngắn đấy nó có thể là chia sẻ một hai cách thôi. Ví dụ cái cách mà tôi hay chia sẻ đó là chúng ta sẽ sử dụng hàm text. Các bạn biết ở cái buổi trước tôi đã hướng dẫn các bạn hàm text rồi. Đó là chuyển đổi định dạng, đúng không ạ? Bây giờ tôi muốn chuyển đổi cái định dạng ngày tháng này. Phải này. Tôi muốn chuyển nó về là đó là thứ, đúng không ạ? Là thứ mấy thì các bạn ghi là ba chữ đề ở đây. Các bạn đóng ngoặc vào. Đóng ngoặc vào lần nữa. Thì nó sẽ ra thứ, được chưa ạ? Các bạn ấn đây. Đấy, thì đây là thứ theo gì ạ? Theo tiếng Anh. Và bản này là bản viết tắt. Các bạn muốn nó ghi đầy đủ thì các bạn để cho tôi là 4 chữ D ở đây. Được chưa ạ? Nó sẽ ra đầy đủ. Đó, các bạn thấy chưa ạ? Đấy, nhưng mà nhiều bạn bảo gì ạ? Ôi em dốt tiếng Anh lắm. Đúng ạ, tôi cũng dốt tiếng Anh. Thế tôi muốn đổi nó về gì ạ? Về tiếng Việt thì sao? Đúng ạ? Thứ tiếng Việt thì sao? Thì tôi cũng có chia sẻ rồi. Thì đó là chúng ta sẽ sử dụng hàm weekday. Được chưa ạ? Hàm weekday. Chúng ta chọn cái ô thời gian này và các bạn đóng ngoặc enter, được chưa? Và nó sẽ ra được thứ, đó là thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ nhất đó là gì ạ? Chính là chủ nhật đấy các bạn ạ. Và đây là thứ 5. Thế bây giờ ấy thì chúng ta sẽ suy luận dần dần nhá. Nếu mà tôi làm công thức một phát ra luôn, nhưng mà tôi sẽ suy luận dần dần, tại vì tôi đang dạy trên cơ sở là dạy cho một người mới, đúng không ạ? Cho nên là gì, chúng ta tư duy này, nếu mà quýt đây, nếu mà chúng ta đặt là nếu hàm if, đúng không ạ? Hôm trước tôi dạy các bạn hàm if rồi. Nếu mà cái ô này nó bằng 1, được chưa? Thì nó sẽ trả về là, các bạn mở ngoặc này, là chủ nhật, đúng không ạ? Được chưa? Còn không thì nó sẽ trả về cái hàm weekday tiếp.
Đấy, nó sẽ trả về cái hàm width đây, đúng không ạ? Mà cái hàm width đây này thì chúng ta lên cho thêm gì ạ? Thứ ở trên nhé, thứ mấy đúng không ạ? Thứ này. À, chúng ta cách ra phát nhé. Rồi, đấy. Rồi, và cho thêm và đây, được chưa? Đấy, rồi. Và đây chúng ta đóng ngoặc vào để đóng cái hàm if vào. Đó, các bạn sẽ thấy chưa? Đó, thì chúng ta sẽ ra thứ 5, thứ 4, thứ 3, chủ nhật và lại thứ 5, đúng không ạ? Tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời không ạ? Các bạn nhớ lưu cái tip này lại nhá. Ok. Tiếp theo đó là hàm măn thì hầu như là các bạn đều biết rồi đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ lấy ra cái số tháng. Đó, là 6 tháng này. Đấy, tháng 6, tháng 7, tháng 11, tháng 12 này. Được chưa? Tiếp take ở đây thì chúng ta sẽ lấy ra tháng đúng không ạ? Thì các bạn sẽ sử dụng hàm take. Thì các bạn đều biết hàm take rồi. Lấy cái ô mà chúng ta muốn chuyển đổi này. Ở đây thì chúng ta sẽ để là mm này. Ba dấu m nha, ba chữ m thì nó sẽ viết tắt của diện tháng tiếng Anh các bạn nhé. Còn nếu các bạn để là bốn số m thì nó sẽ diện viết toàn bộ chữ tiếng Anh của cái tháng đó, được chưa? Năm thì là chúng ta sẽ sử dụng là gì ạ? Bằng gì ạ? Đó. 25/2023 này, được chưa? Đó, rồi, tiếp đây là những cái hàm mà chắc rằng là ít người biết, đó là Yearman. Yearman này các bạn nhé. Hàm này nó sẽ là lấy cái ngày cuối cùng của tháng. Ví dụ là chúng ta là mùng 1 tháng 6 2023 nhưng mà chúng ta không biết là liệu tháng 6 có 30 ngày hay 31 ngày, đúng không ạ? Đó. Nếu các bạn nào học cái cách mà chúng ta đếm xem là ngày tháng nào tháng nhiều tháng ít ý, thì chúng ta đếm trên cái đầu ngón tay của chúng ta đúng không ạ? Cái lồi lõm trên cái đầu ngón tay của chúng ta. Thế thì nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ sử dụng hàm đó là Yearman này. Chúng ta sẽ ngày bắt đầu chính là diện thời gian, cái ô thời gian này. Đó, phải không. Tại sao lại không? Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn. Các bạn enter này. Đó, thì ngày cuối cùng của cái ô thời gian này của tháng này đó là 30 tháng 6 các bạn nhảy xuống nhé. Được chưa? Và 28 tháng 6 ngày cuối cùng đó là 30 tháng 6. Rồi cái công thức này ấy, tại sao có không ở đây? Không là số tháng. Nghĩa là ví dụ như là bây giờ chúng ta muốn đó là gì ạ? Ngày cuối cùng của một tháng sau của cái ngày này thì chúng ta sẽ điền là 1 này thì nó sẽ ra là 31 tháng 7 này. Ví dụ chúng ta muốn là diện ngày cuối cùng của 3 tháng sau của tính từ ngày mùng 1 tháng 6 thì chúng ta sẽ điền vào đây là số 3. Đấy. Các bạn thấy không ạ? Thì nó sẽ ra là 30 tháng 9, được chưa? Đấy, thì các bạn hiểu lôm la cái công thức là như thế nhá. Rồi, thế thì làm sao chúng ta biết được ngày đầu tháng sau là ngày nào? Thì chúng ta lại sử dụng hàm Yearman này cộng thêm 1. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng hàm Yearman này. Đó, ngày này chúng ta sẽ phải này, không này, đóng ngoặc cộng thêm 1, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra ngày đầu của tháng sau. Và các bạn sẽ thấy là gì ạ? Đố các bạn biết nhìn vào đây chúng ta sẽ ra là gì ạ? Mùng 1 tháng 7, đúng không ạ? Đó, nhưng nhiều bạn nhìn vào đây chúng ta lại nhầm là mùng 7 tháng 1. Cho nên là để biết được đây là gì ạ? Mùng 7 tháng 1 hay mùng 1 tháng 7 thì chúng ta sẽ sử dụng hàm đây. Thì chúng sẽ đây đây nhá. Đó, và ấn luôn này. Đó, thì nó sẽ ra là gì ạ? Ngày là ngày mùng 1, là tháng là tháng 7. Thì đó, đây là do cái định dạng của gì ạ? Của Excel thì chúng ta có thể đổi lại nhé các bạn nhé. Ok, tiếp theo này. Ví dụ như là bây giờ tôi muốn biết là gì ạ? 11 tháng sau thì vào ngày nào, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm IDATE các bạn nhé. IDATE. Đó, ngày bắt đầu chúng ta chính là cái ngày này, là mùng 1 tháng 6 2023. Phải. Ví dụ như là tôi sẽ tính là 11 tháng sau thì các bạn đi 11 ở đây các bạn. Đóng ngoặc enter, thấy chưa? Thì nó sẽ ra vào là diện mùng 1 tháng 5 2024. Đó. Hoặc là các bạn muốn biết là diện 3 năm sau. Đó, 3 năm sau thì chúng ta sẽ làm như nào? Đó là chúng ta sẽ lấy 12 nhân 3. Đúng không ạ? Đó, đơn giản như thế thôi thì nó sẽ ra được nó là mùng 1 tháng 6 2026 các bạn nhá. Đó, và chúng ta copy nó xuống dưới này. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta muốn biết là gì ạ? Từ ngày mùng 1 tháng 6 2023 và tôi làm việc 25 ngày. Thế thì cái ngày mà chúng ta kết thúc ngày làm việc đó là gì ạ? Là ngày nào mà nó không bao gồm gì ạ? 25 ngày làm việc này nó không bao gồm là thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Giả sử ở đây tôi có một cái cột những cái ngày nghỉ lễ ở đây, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ chúng ta tính như thế nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm workday Intel. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng hàm workday các bạn nhé. Thì các bạn đây này, các bạn ấn mũi tên xuống, được chưa? Ấn tab này. Đấy, thì ngày bắt đầu chúng ta sẽ là ngày này này, được chưa? Phải. Ở đây chúng ta sẽ là 25 ngày chúng ta làm việc này. Phải. Chúng ta sẽ chọn cái ngày mà chúng ta nghỉ. Ví dụ quy định là ngày làm việc là tôi sẽ được nghỉ thứ bảy, chủ nhật, đúng không ạ? Thì các bạn chọn là 1.
Đó, ngày nghỉ là chủ nhật thứ hai tùy từng công ty thì nó có nhiều kiểu ở đây thì các bạn có thể chọn. Đó, thông thường nhất là chúng ta sẽ nghỉ thứ bảy chủ nhật một, rồi là gì ạ? Phải. Rồi holiday có nghĩa là những cái ngày nghỉ chúng ta liệt kê và chúng ta quét cái vùng này ra, được chưa? Và chúng ta đóng ngoặc vào enter. Đó thì nó sẽ ra nó ngày kết thúc cái 2 năm ngày làm việc của tôi, đó là ngày mùng 7 tháng 7 2023. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời, và cái này nó sẽ sử dụng rất nhiều trong cái công việc kế toán của chúng ta cũng như văn phòng của các bạn, đúng không? Rồi, vậy làm sao chúng ta biết được cái thứ hai gần nhất đối với cái ngày mùng 1 tháng 6 là ngày nào, thì các bạn sẽ sử dụng hàm weekday các bạn nha. Các bạn nhớ cái công thức này nhé, bằng lại cái ô này chúng ta sẽ trừ đi hàm weekday. Đó. Rồi, nó chính là cái ô này phải chúng ta sẽ chọn là 3 nhé các bạn nhé. Các bạn lưu lại cho tôi, enter. Thì nó chính là ngày gì ạ? 29 tháng 5. 29 tháng 5 là thứ hai gần nhất đối với ngày gì ạ? Mùng 1 tháng 6 này. Đó, các bạn sẽ thấy. Ok. Thì các bạn nhớ lưu lại những cái công thức này nhé các bạn nhé. Ok, chúng ta đến cái nhóm thứ hai. Ví dụ như đây là những cái ngày mà chúng ta bắt đầu cái lịch trình công việc của chúng ta. Và gì ạ? Chúng ta sẽ có ngày kết thúc. Ví dụ ngày kết thúc là ngày hôm nay đi, thì các bạn sẽ sử dụng hàm today, đúng không ạ? Today. Tôi sẽ lấy ngày hôm nay luôn đi, để nó ra được cái ngày hôm nay thì chúng ta sử dụng hàm today này, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính tổng số ngày từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, thì đơn giản thôi, đó là chúng ta sẽ lấy ngày kết thúc chúng ta trừ đi ngày bắt đầu thì nó sẽ ra được tổng số ngày, đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp đến đó là số ngày làm việc các bạn nhá, số ngày làm việc. Ví dụ như là từ ngày 31 tháng 12 2021 đến ngày kết thúc này là bao nhiêu ngày, và nó sẽ gì ạ? Nó sẽ bao gồm cả thứ bảy chủ nhật, có nghĩa là nó sẽ loại thứ bảy chủ nhật đi, thì chúng ta sẽ bằng sử dụng hàm let day, let work nhé các bạn nhé, let work day. Đó, ngày bắt đầu này phải là ngày kết thúc của chúng ta này phải là, đó là ngày nghỉ lễ của chúng ta, nếu mà chúng ta có thì chúng ta quét cái vùng nghỉ lễ này của chúng ta, được chưa? Và chúng ta đóng ngoặc enter. Đấy, thì nó chỉ có dạng 369 ngày thực tế là chúng ta làm việc thôi trong tổng số 517 ngày, được chưa? Có nghĩa là chúng ta có đến tận bao nhiêu ạ? Hơn 100 ngày chúng ta sẽ dạng nghỉ lễ. Đó, các bạn thấy không ạ? Rồi, tiếp đến đó là dạng chúng ta sẽ tính đó là dạng số năm cộng số tháng. Ví dụ như là từ ngày 31 tháng 12 2021 đến mùng 1 tháng 6 2023 là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm date if. Hàm date if này ấy, nó sẽ không có gợi ý trên cái Excel này của chúng ta đâu, mà gì ạ? Chúng ta phải tự gõ mà. Ví dụ như là tôi gõ này date này, đó nó không có gợi ý, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy nó không có gợi ý thì các bạn phải tự viết này, date if này, mở ngoặc này, đấy thì sau đó mới ra được hàm date if này các bạn nhá. Các bạn nhớ cho tôi nhá. Đó, hàm date if này ấy, thì nó sẽ lấy dạng ngày bắt đầu của chúng ta này phải này, ngày kết thúc của chúng ta này phải này, được chưa? Đó, rồi chúng ta mở ngoặc này, year này là y này, các bạn đóng ngoặc này, đóng ngoặc này. Đó thì nó sẽ ra được là 15, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy là gì ạ? Là 15 này, đó là 15. Đây không này. Đó thì cái này thực ra ấy, nó là mấy mấy tháng thì nó ghi là 0 năm mấy tháng, thì bây giờ chúng ta phải biết là gì ạ? Là 15 mấy tháng, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đó gì? Thì ở đây là 15 này, đây khi mà bạn dùng hàm date if này thì nó trả ra số 1 này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thêm và nhé, thêm và này, đúng không ạ? Chúng ta mở ngoặc này, 5 này, cách ra 5 này, được chưa? Đấy, rồi ở đây chúng ta lên cách tiếp này, đó, mấy tháng, đúng không ạ? Tháng thì chúng ta lại làm dùng, chúng ta lại sử dụng, đó là hàm date if. Thì ở đây chúng ta lại và tiếp, date if, date if, mở ngoặc các bạn nhá. Đó, và chúng ta lại lấy cái này, phải, cái này phải mở ngoặc im đóng ngoặc. Đó, bạn sẽ nhớ cái ký tự này của tôi nhá. Im ấy thì nó sẽ lấy ra cái số tháng dư của cái năm đó. Ví dụ y đây thì chúng ta lấy là 15 này, đúng không ạ? Còn im nó sẽ ra lấy là 16 tháng chẳng hạn, 15 6 tháng. Đó, và ở đây chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ kết hợp với hàm và này. Cách này, cách tháng này. Đúng không ạ? Đó. Chúng ta đóng ngoặc vào, enter. Đó, thì các bạn sẽ thấy là 155 tháng, được chưa? Và dưới đây chúng ta sẽ có 153 tháng, 150 tháng, 150 tháng, được chưa? Và 154 tháng, đó. Thì các bạn nhớ ghi lại cái công thức này cho tôi nhé. Nhớ lưu lại công thức này cho tôi, các bạn nhé. Ok không ạ? Đó, rồi bây giờ chúng ta lại ứng dụng hàm date if để chúng ta tính số tuổi, số tháng, số ngày.
Thì chúng ta sẽ sử dụng hàm David, các bạn ghi vào David. Đó, đóng ngoặc. Rồi, đây là chúng ta sẽ lấy gì ạ? Chính là cái ô này các bạn nha, phải này. Chúng ta sẽ có ngày và hôm nay, đúng không ạ? Để tính được số tuổi thì có nghĩa ngày sinh và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ra được, đúng không ạ? Today, chính là today, các bạn đóng ngoặc luôn vào thì nó ra ngày hôm nay này. Phải này. Chúng ta sẽ trả về là y các bạn nha, y là 5 đó, được chưa? Đóng ngoặc enter thì sẽ ra được 38 tuổi này, được chưa? Đó, tháng thì chúng ta cũng làm tương tự như thế. Thì ở đây chúng ta sẽ copy công thức sang nhá. Đó, và ở đây chúng ta sẽ kéo nó về đây này. Và ở đây thì chúng ta sẽ là gì ạ? Là month các bạn nhá. Đó. Được chưa? Đấy là 462 tháng. Rồi tương tự như thế đối với ngày thì chúng ta cũng viết vào đây và chúng ta sẽ chuyển cái này về đây. Và ở đây là D các bạn nhá. Đấy, và chúng ta sẽ kéo là gì ạ? 14.080 ngày. Đó, tuyệt vời không ạ? Thì đây là toàn bộ những cái hàm mà liên quan đến thời gian mà tôi muốn hướng dẫn và giới thiệu các bạn, để các bạn có thể nắm rõ ứng dụng trong cái công việc của chúng ta. Hy vọng rằng cái khóa học này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Nó mặc dù là học hoàn toàn miễn phí thôi, nhưng mà nó được dạy bằng cả cái tấm lòng của tôi. Mong các bạn đón nhận. Và các bạn nhớ vào kênh để chúng ta đăng ký những cái khóa học miễn phí, đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo mới nhất từ tôi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.